Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp về công cụ cắt này. Đây. Công cụ cắt hay là công cụ crop này thì nó giúp chúng ta giải quyết vấn đề gì? Nó sẽ giúp chúng ta là cắt cúp lại một cái ảnh để lấy cái bộ cục hoặc là bỏ những chi tiết thừa không cần thiết nếu mà chúng ta bị lọt, vô ý lọt ảnh. Đó. Hoặc là cắt lại để định lại tỷ lệ. Ví dụ như vừa rồi chúng ta mở ra một cái kích thước rất là lớn nhưng mà tôi muốn đưa nó vào trong một cái ứng dụng cụ thể là đưa nó ra làm background một cái màn hình là với tỷ lệ 16 9 chẳng hạn, thì tôi phải cắt theo đúng được cái tỷ lệ đó. Tại vì lúc trước là tỷ lệ nó không đúng. Đấy. Thế thì công cụ cắt này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái gì? Tôi chọn công cụ này là công cụ crop thì lập tức là nó sẽ hiện lên một cái khung bao xung quanh bằng đúng kích thước của cái bằng đúng kích thước của cái ảnh. Ở đây chúng ta sẽ có một số các cái lệnh, một số các tùy chọn để mà chúng ta có thể cắt cúp cái ảnh. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có những tùy chọn là ratio này, là cắt tỷ lệ này đúng không? Rộng này, cao này, nhân với lại độ phân giải này, rồi origin ratio 11 45 57 23 16 9, rồi một số các cái định dạng, một số các cái những cái preset mà nó mang tính là phổ thông đó. Thế thì chúng ta còn có thêm một số cái ví dụ như là cái chế độ unconstrained. Unconstrained thì bạn có thể là kéo một cái vùng cắt mà nó không theo bất cứ tỷ lệ nào cả, rất là thoải mái. Đấy, thế còn cái ratio thì nó sẽ giữ cho chúng ta ở một cái tỷ lệ nhất định nào đó. Và khi các bạn co kéo những cái này thì nó sẽ tạo ra hai vùng. Nó tạo ra hai vùng là vùng xám và vùng trắng ở bên trong. Vùng xám và vùng trắng ở bên trong thì nó sẽ phân ra là vùng được giữ và vùng sẽ bị cắt đi. Tương ứng với vùng trắng thì nó hay là vùng sáng thì là vùng giữ lại, vùng xám thì sẽ bị bỏ đi. Và ở trong này thì các bạn nhìn thấy là nó hiện thêm cả cái lưới như thế này. Hiện thêm cái lưới này là để làm gì? Nó sẽ tính toán để nó giải quyết cho chúng ta là cắt cúp như thế nào là chuẩn. Đấy. Thì với tỷ lệ như thế nào đấy thì sẽ tạo được cái độ bắt mắt ở trong cái bố cục. Thì chúng ta cũng làm quen luôn một cái quy tắc, đó là quy tắc bố cục của ảnh. Nếu như mà chúng ta tạo ra những cái lưới như thế này để phân một cái bức ảnh ra thành 9 khu vực ở trong bố cục, thì những cái phần mà chúng ta muốn để cho người ta cảm thấy là nó đắt thì bao giờ chúng ta cũng sẽ cố gắng đặt những cái phần chính đó nó nằm vào trong những cái đường như thế này, và đặc biệt những cái chỗ nào mà chúng ta muốn là nó trở nên là bắt mắt và nổi bật thì hãy đặt nó vào giao điểm của các cái đường lớn như này. Đây là một công thức tương đối chung mà có thể áp dụng được cho nhiều cái bức hình, và do đó thì chúng ta thấy là tôi đặt co kéo cái bức hình này là ở mức độ cắt tôi sẽ giữ ở đây thôi, không cần cả cái hình này thì nó cũng rất là đẹp, nhưng mà cái đối tượng của chúng ta nó sẽ vượt ra khỏi cái khu vực mà chúng ta cho rằng là bắt mắt nhất. Đấy. Thì ví dụ đây tôi có thể cắt theo cái kiểu như thế này. Đấy. Thì cái đối tượng của chúng ta là sẽ luôn rơi vào cái vị trí mà mắt người hay quét tới, nó sẽ đắp cái bố cục hơn. Tất nhiên đây là công thức, không phải cái nào nó cũng sẽ hoàn toàn giống nhau, nó sẽ phải có những cái biến tấu nhất định đi, hoặc là những cái sáng tạo nhất định trong cái quá trình mà cắt cúp. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đã cắt được cái đối tượng đúng không? Phần nào tôi không muốn thì tôi cắt bỏ đi được rồi, và tôi giữ lại cái phần mà tôi muốn và định lại bố cục. Trong trường hợp này có vẻ là nó bắt mắt hơn so với cái cũ, mặc dù là nó không giữ được toàn bộ cái bức ảnh nhưng phần còn lại thì nó lại có vẻ là ổn hơn. Hoặc là tôi cần một cái trường hợp khác là tôi cắt cúp một cái tài liệu ra một cái chuẩn ở đó. Một chuẩn ở đó là như thế nào? Ví dụ như là để mà rửa ra một cái bức ảnh thì nó sẽ có những cái khổ giấy, khổ ảnh mà nó phổ thông đó.
bức ảnh của chúng ta có thể to nhưng mà chưa chắc nó đã phù hợp với lại cái những cái khổ chuẩn đấy. Thì sau khi làm xong tôi cũng phải cắt lại về làm sao nó chính xác bằng khổ chuẩn đó. Hoặc ở một cái góc độ khác, nếu như bạn là người thiết kế, bạn thiết kế một cái banner, bạn thiết kế một cái ảnh để đưa lên website hoặc là Facebook, thì nó cũng sẽ có những cái vùng, và bạn biết rằng là để đưa ảnh vào đây thì nó phải tuân thủ theo tỷ lệ là như thế nào đó, kích thước bao nhiêu đó thì mới đưa vào được. Thế thì để làm cái việc này thì bạn có thể sử dụng cái tính năng là cái này, này, rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu và độ phân giải bao nhiêu đó. Ví dụ bạn cắt cúp để dành cho cái in ấn chẳng hạn, thì bây giờ tôi sẽ phải đặt ở cái chế độ ít nhất là gì đấy, độ phân giải nó phải là 300 đã, cắt xong là nó phải tính toán cho tôi ra thành 300, còn rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu thì lúc đấy nó phụ thuộc vào cái vấn đề là bạn đặt vào trong một cái quyển tạp chí hay trong một quyển sách hay trong một tờ báo nó rộng bao nhiêu. Thì bạn sẽ ví dụ như quyển sách ảnh chẳng hạn, đây là một cái catalog giới thiệu một cái cuộc thi nhiếp ảnh, đây là những bức ảnh đoạt giải, thì tôi sẽ dựa trên cái độ rộng của cái trang giấy theo cái bố cục của cái thiết kế, thì tôi sẽ biết là từng cái ảnh này nó phải rộng bao nhiêu thì nó đặt vừa hợp lý. Thì có nhiều bức ảnh đoạt giải, thế nhưng mà bây giờ tôi cắt theo cái cách này thì tôi sẽ luôn luôn cắt các bức ảnh với kích thước giống nhau chuẩn để tôi đặt vào trong quyển sách hay là một cái website. Nếu như mà chúng ta đưa những cái ảnh vào trong cái nội dung bài rồi những cái ảnh thumbnail để giới thiệu bên ngoài, tôi cũng sẽ biết ngay là một cái ảnh này nó sẽ phải có kích thước bao nhiêu để nó đạt được cái độ đồng bộ giữa các cái bài viết hoặc là những cái trang giới thiệu sản phẩm khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ chúng ta thử nhé, lại nói về cái sản phẩm cụ thể đi. Ví dụ như là tôi đưa thông tin lên trên website của trung tâm chẳng hạn, thì nó sẽ có cái gì, ít nhất là một số các cái ảnh ở đây đúng không, ảnh ở đây rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, ảnh ở đây rộng khu vực này rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu đúng không, ảnh ở đây rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ có những cái thử nghiệm, mà tôi biết được là cứ bài mà đưa ảnh lên và ảnh đưa lên khu vực này thì nó phải rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, độ phân giải bao nhiêu là vừa. Thì chẳng hạn như tôi có thể là qua một vài lần tôi sẽ tính toán luôn và tôi gõ trực tiếp vào đây, chẳng hạn như là cái bài cụ thể thì tôi sẽ có là tỷ lệ là 262 nhân với 175 nhân 72 dpi chẳng hạn, thì đấy là cái kích thước mà sau cắt xong thì chắc chắn nó sẽ ra được cái kích thước và tỷ lệ như thế này đấy. Nội dung ảnh tôi không quan tâm, nhưng nếu đã đưa cái ảnh ra để đặt vào cái vị trí như thế này thì tôi sẽ đặt luôn cái kích thước chuẩn như thế, lần sau cứ đúng nhiệm vụ đó thì tôi lôi ra và tôi đặt. Đây, bây giờ chúng ta đọc lại xem kích thước của nó bao nhiêu nhá. Đây, chọn này, lấy cái kích thước này. Ok, vậy thì đây là kích thước mà tôi sẽ đưa ra. Enter. Kể cả bé hơn nhá, kể cả bé hơn hoặc là kể cả to hơn thì đến lúc cắt ra nó sẽ duy trì đúng cái kích thước mà yêu cầu này. Đó, ví dụ đấy, tôi có kéo lại, tôi lấy một cái phần bé hơn chẳng hạn, và tôi muốn là cái đối tượng của tôi nó vẫn giữ được cái focus tốt nhất ở trong ảnh chẳng hạn. Tôi có thể cắt bé hơn nhưng mà tôi vẫn giữ là cái khuôn mặt là cái phần quan trọng nhất ở trong bức ảnh đó, cái hướng nhìn nó sẽ rơi đúng vào cái tâm cái điểm này đó. Cắt nhé, enter hoặc là commit. Bé thì bé thật nhưng mà làm sao đây, tỷ lệ đúng chuẩn theo yêu cầu. Vừa nãy chúng ta xem lại nó yêu cầu bao nhiêu nào, 262 nhân 175 đúng không. Bây giờ tôi vào email tôi kiểm tra lại thử xem 262 nhân 175 đúng chuẩn luôn đúng không. Thì mà bất kỳ một cái bức ảnh nào mà tôi cắt cúp một loạt mà cứ lặp đi lặp lại, một khi tôi đã xác nhận được về cái kích thước chuẩn, cái tỷ lệ chuẩn rồi, thì tôi sẽ tạo một lần như thế này. Sau đó thì mình làm gì? Sau đó thì mình chọn cái này,
mình lưu nó lại đúng không ạ? Mình lưu nó lại thì nó sẽ có được cái mình lưu nó lại thì nó sẽ có được ở trong danh sách, và lần sau thì mình cứ cắt thì cứ lôi đúng cái mẫu đấy ra thôi. Tôi làm việc thì cứ đúng cái mục tiêu đó mà tôi lôi ra là có đấy. Lúc đầu tiên thì nó sẽ không có đó, nhưng mà này sau khi mà bạn cắt xong thì bạn chỉ việc là vẫn duy trì cái tham số ở đây và bạn chọn cái gì đấy, new crop preset, bấm vào đây thì nó sẽ lưu luôn vào đây như là một cái preset bổ sung vào những cái preset mẫu của chương trình. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái tùy chọn nữa cũng rất là quan trọng như này. Thứ nhất là cắt và xoay cái ảnh nghiêng. Ở đây chúng ta mở được cái bức ảnh này ra, một vài bức ảnh để tôi tìm xem ở đây có cái ảnh nào nghiêng nhỉ. Đây là ảnh biển à, đây ảnh nghiêng chính là cái ảnh vừa nãy rồi đúng không, chính là cái ảnh này. Thế bây giờ tôi revert lại nhé, giả nó về nguyên gốc nhé. Thì bây giờ chúng ta có thể cắt như thế này. Cách tốt nhất là để cắt thì trước hết là cũng vẫn nên là gì đấy ạ, đổi cái background đi để cho nó không bị vướng cái màu nền. Sau đó thì các bạn quan sát thao tác cắt như sau. Một cách đơn giản là tôi xác nhận này, sau đó thì tôi có thể là thủ công một tí nhé. Thì chúng ta sẽ làm sao đây ạ? Xoay cho tới khi nào mà chúng ta nhận thấy là cái đường chân trời với lại cái đường lưới này nó song song với nhau đấy, thì chúng ta có thể là enter. Vậy là nó sẽ làm sao đây, cắt à, bây giờ tôi đang để bị cái cắt thu nhỏ lại rồi đúng không. Thì bây giờ trước hết là mình trả nó về cái chế độ là unconstrained đi đã đấy. Và bây giờ tôi xoay đi cho tới khi nào mà tôi nhận thấy là cái đường chân trời nó song song với cái đường lưới thì ok đấy. Và bây giờ chúng ta có thể là cắt này, kiểm tra lại xem nó ngang không nhá, ngang đúng không. Nhưng đây là cách hơi thủ công. Bây giờ các bạn xem lại theo một cách khác, đó là vẫn chọn công cụ, nhưng lúc này thì các bạn để ý có cái nút lệnh Straighten ở đây này, bấm chọn nó, và sau đó thì đưa cái thước vào đây và cũng kéo theo cái đường mặt biển để tính cái độ nghiêng. Lập tức nó sẽ tự động tính theo cái tham số mà chúng ta đã đo được và nó sẽ xoay luôn cho chúng ta đấy. Và đến đây thì nhấp đúp lại là nó sẽ xoay ngang ra luôn. Từ đấy là chính là cái cách để mà chúng ta có thể là cắt một cái ảnh hệ nghiêng. Nghiêng đây cũng có thể là cố ý, nhưng cũng có những trường hợp mà nó nghiêng là do vô ý thôi. Vì sao? Ví dụ như là những cái người mà chụp ảnh mà tốt ấy, thì người ta bấm cái cửa chập ấy nó rất là nhẹ thôi. Họ bấm từ từ cho đến khi mà ăn vào cái phát chụp đó. Nhưng ví dụ như người mới cầm hoặc chưa quen thường sẽ bị bấm tương đối mạnh, bấm bụp một cái. Thế thì cái tay mình cầm như thế này, cái thao tác mà bấm mạnh thì bao giờ nó cũng sẽ bị ghim cái đầu này xuống một tí, tẹo vào vách cái đầu bên kia này. Đấy. Và dẫn tới là thường thường sẽ là cái phía bên trái là sẽ bị hơi vách chéo lên và cái bên phải chúi xuống. Đấy là cái sự vô ý do kém kỹ thuật chụp thôi. Đấy. Thì nó sẽ cũng sẽ bị lệch như thế. Nhưng mà đấy không phải là cái lệch cố ý như cái phân tích vừa rồi của tôi, là người ta cố ý xoay để cho cái dáng cô này nó bay lên. Đấy, còn cái kia là nó là cái lỗi kỹ thuật khi chụp. Đấy, thì để mà căn ke lại thì chúng ta có thể làm như thế này. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái lệnh nữa, một cái tiện ích nữa như thế này. Đó là tôi cắt một cái ảnh từ một cái ảnh khác ra. Trong trường hợp như thế này thì bạn thấy là đây là một cái bức ảnh được chụp mà là không thẳng hàng, và do chụp không thẳng hàng đứng chéo vào bức tường cho nên là cái tranh mà treo trên tường nó đang bị perspective, nó đang bị phối cảnh. Thì bạn sẽ thấy rằng là cái đầu gần chúng ta nó sẽ to, đầu xa chúng ta nó sẽ nhỏ, đầu gần chúng ta nó sẽ sáng, đầu xa chúng ta nó sẽ tối. Bây giờ tôi muốn cắt cái ảnh này ra để tôi đưa nó lên một cái bức ảnh khác, tôi dán lên một cái bức tường ở trong một bức ảnh khác. Thế thì cắt làm sao được? Đó, tại vì bây giờ nó đang bị méo. Thì
Photoshop nó cung cấp cho chúng ta thêm một cái công cụ gọi là công cụ Perspective Crop Tool để giúp chúng ta là cắt những cái thứ mà nó đã bị méo sẵn như thế này rồi. Thì để chọn thì chúng ta bấm vào đây. Và trước hết là các bạn hãy vẽ đại ra một cái vùng chọn như thế này đã. Sau đó bằng cách đưa chuột vào những cái góc này và kéo nó vào những cái khu vực góc của tranh. Nếu mà các bạn chỉ lấy cái điểm cái tranh ở trong thôi, muốn lấy khung nữa thì cũng kéo ra ngoài. Sau đó thì phóng lớn lên, Control cách phóng lớn lên và bây giờ di rời cho nó vào đúng các cái vị trí góc đúng không? Sau đó là Control trừ D và chúng ta lại làm sao? Hiệu chỉnh tiếp. Hiệu chỉnh làm sao cho nó thật khớp, thật sát vào với lại thật khung. Đó, đây. Hơi cao này, hạ xuống này. Bên này nữa. Kéo này. Bây giờ thì chúng ta thấy cái khung cắt, khung crop này thì nó đã được bố trí là méo đi giống như là cái hình cái ảnh rồi đúng không? Bây giờ việc của chúng ta chỉ rất đơn giản, bấm cắt. Cắt ra thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ đo được cái độ méo của cái khung hình này và trên nguyên tắc là méo như thế nào thì nó sẽ kéo ngược lại như thế. Ok. Bây giờ chúng ta thấy là nó cắt ra và nó tự nắm lại cho vuông thành sắc cạnh. Đến đây thì lấy được cái nội dung vuông thành sắc cạnh rồi, nhưng còn một vấn đề nhỏ nhỏ cần phải xử lý, đó là cái màu mè ánh sáng của cái biên, cái bo tranh ở bên ngoài thì nó chưa được đều. Do đó thì tôi sẽ tô lại để cho nó đều bằng cách là lấy công cụ này đo để lấy cái màu bo, cái phần sáng ở đầu này. Sau đó thì vẽ cái vùng chọn. Trước tiên là phải giả về normal đã nhá. Và chúng ta sẽ lấy cái vùng tranh ở trong. Đó. Sau đó thì tôi sẽ thực hiện select invert để đảo ngược lại bên ngoài. Và chúng ta sẽ tô cái màu gì đây ạ? Tô cái màu mà chúng ta chọn. Tiền cảnh cũng được, hậu cảnh cũng được. Nhưng tại sao tôi đã đưa xuống hậu cảnh? Tại vì bây giờ máy tôi đang lỗi, tôi không dùng được cái phím tắt là Alt Delete để mà tô hậu cảnh, mà tôi chỉ dùng được Control Delete để tô tiền cảnh. Mà bây giờ tôi chỉ có tô được hậu cảnh bằng Control Delete thôi, nên là tôi phải chuyển nó xuống. Đúng không? Và sau khi mà tôi nhấn phím tắt là Control Delete này, tôi sẽ lấy được cái màu hậu cảnh đều nhau. Tôi tô hết cho khung cái bo này. Và do đó thì bây giờ tôi đã có được một cái ảnh mà nó phẳng, view sáng tối nó tương đối đều. Và bây giờ tôi có thể nhặt cái này, tôi dán lên bất cứ một cái bức ảnh nào khác để coi như là một cái tranh trang trí hiện trường chẳng hạn. Thì đây là cái thao tác cắt khúc ảnh, nhưng mà nó lại kèm thêm một cái tiện ích là cắt nhưng mà nắm được những cái mà bị méo trong quá trình chụp, do cái tính chất là đứng xéo góc tạo nên một cái phối cảnh. Thì đây là một cái tiện ích rất là đặc biệt của Photoshop, nó sẽ giúp cho chúng ta cắt khúc như thế này. Đấy. Thế thì chúng ta biết thêm mấy cách cắt là cắt bằng công cụ crop, cắt bằng công cụ perspective, cắt bằng gì đây ạ? Tạo vùng chọn. Đó. Thế còn nếu mà trim này thì nó là cái gì? Trim này thì tôi lại giải thích thêm một tí như sau. Đây. Mở lại một cái ảnh. Ví dụ tôi sẽ tìm một cái ảnh cũng lại nghiêng nghiêng nhé. Chúng ta xem thử cái ảnh có nghiêng mà. Hơi nghiêng tí. Đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái mà nó nghiêng rõ rệt hơn đi. Ví dụ như là đây, tôi lấy cái ảnh này. Okay, đi, tắt đi.
Dạ, ví dụ cái ảnh ở này. À, bây giờ tôi xoay nó lại nhé. Đó, các bạn sẽ xem này. Lấy cái thước này. Thực ra cái đường kéo này thì tôi nói luôn, dài hay ngắn không quan trọng. Kể cả bạn kéo một tí tẹo thế này, cái chính là nó tính được góc thôi. Nhưng một cái đường ngắn với lại cái đường dài thì đường dài nó dễ khớp vào hơn, thấy không? Và sau đó thì chúng ta chọn này. Thế bây giờ nó sẽ dẫn tới vấn đề gì? Bạn sẽ nhìn thấy là nó có những cái phần mà nó bị hở đây, đúng không? Thì nếu như mà tôi sử dụng một dạng email, tôi sử dụng lệnh trim chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái phần mà ví dụ như là base on này, chúng ta sẽ có là transparent pixel này, top left pixel color này, bottom right pixel color này, vân vân. Tất cả những cái này muốn cắt về đỉnh, muốn cắt về đáy, muốn cắt về chiều nào thì chúng ta sẽ đánh dấu cái chiều mình muốn xén. À, tuy nhiên là ví dụ tôi để từ cái transparent pixel chẳng hạn. Đấy. Thì nó trong những cái trường hợp mà nó có những cái khu vực ở đây, ví dụ thế này đi. Email crop trim đây. Nhìn lại nhé, đây nó sẽ tìm tới những khu vực nào mà nó có gì đây nhỉ, nó có màu, nó có điểm ảnh, nó sẽ chừa, nó bỏ hết tất cả những cái khu vực mà bị gì đây, transparency đi. Nó sẽ tính từ đây sang này, nó sẽ tính từ đây sang này, nó sẽ tính từ đây sang cho tới khi nào mà nó lựa, nó bỏ hết tất cả những cái phần mà bị dính dáng vào cái transparency, thì nó gọt đi, nó chỉ giữ lại cho chúng ta những cái phần mà có thì đấy, có đi mày. Đấy. Đó. Phần nào dính dáng transparency gọt hết. Hoặc là nếu như mà nó bị rộng hơn nhé, ví dụ như thế này, chúng ta vào email này, canvas size này, tôi mở rộng chiều cao lên, ví dụ như là 500 pixel lên trên đi, ví dụ như này, thì chúng ta sẽ có gì khoảng trống ở phía trên chẳng hạn, thì tôi chọn email này, trim này, ví dụ như là bỏ transparency pixel thì nó sẽ gọt hết cho đến khi nào nó gặp được cái điểm ảnh thì thôi, không, nó sẽ tìm cho đến đỉnh của cái điểm ảnh đỉnh thì nó sẽ thôi, nó sẽ gọt cái phần mà transparency không ở phía trên là nó sẽ vứt hết. Đấy, thì nó sẽ làm có điểm ảnh cắt ở đây. Thì nó sẽ dừng lại ở chỗ bắt đầu nó gặp điểm ảnh. Đấy. Chỗ này có thể là vẫn transparency nhưng transparency nó ngang hàng với cái chỗ mà có điểm ảnh thì nó vẫn giữ. Nhưng cái phần nào transparency không mà không có tí tẹo điểm ảnh nào, nó cho rằng là cái phần trống đấy là thừa thì nó sẽ bỏ nó đi. Đấy, thì nó có một vài cái mà liên quan tới cắt cụt rồi chỉnh nghiêng rồi chỉnh méo, chỉnh bộ, chỉnh phối cách. Thì đấy là nội dung cái bài ngày hôm nay. Chúng ta làm quen với mấy thứ là tô chuyển này, các lệnh ở trong transform này, free transform này. Chúng ta cũng làm quen thêm cái content away scale này, rồi các công cụ crop này, ruler này. Đấy, thì đấy là cái nội dung ngày hôm nay.